chào khán giả của Đồng Hồ Duy Anh và đặc biệt là fan của nhà Season. Đồng Hồ Season từ lâu đã nổi tiếng với độ tin cậy và sự đổi mới về công nghệ, đặc biệt là dòng EcoRide. EcoRide là một công nghệ độc đáo và sáng tạo được phát triển bởi Season, giúp cung cấp năng lượng cho đồng hồ bằng ánh sáng, loại bỏ nhu cầu thay pin thường xuyên. EcoRide là công nghệ mang tính cách mạng giúp Season trở thành sự lựa chọn bền vững và tiện lợi cho những người đam mê đồng hồ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một dòng EcoRide phổ biến của hãng với mã quốc tế là Season CA07707X. Đồng hồ bấm giờ chạy bằng năng lượng mặt trời này có thiết kế kiểu dáng hiện đại và thể thao, được tích hợp nhiều tính năng phục vụ cho những cá nhân năng động. Hãy cùng đi sâu vào đánh giá toàn diện về Season EcoRide CA07707X. Ấn tượng đầu tiên về mẫu đồng hồ này là chiếc đồng hồ mang phong cách thể thao mạnh mẽ, có vỏ được làm bằng thép không gỉ 316L và có đường kính là 43mm, độ dày là 12,5mm cho cảm giác chắc chắn nhưng vẫn thoải mái khi đeo trên cổ tay. Với đường kính lớn như vậy thì cũng khá kén người đeo, những bạn có chu vi cổ tay khoảng từ 17cm trở lên mới có thể đeo được mẫu này vừa đẹp. Phần mặt số màu xanh lá cây nổi bật với các mặt số phụ màu đen tương phản mang lại vẻ năng động cho đồng hồ. Mẫu này sử dụng mặt kính khoáng cứng có khả năng chống chảy sức tốt. Khung bezel đơn hướng đi kèm với thang đo tốc độ tachymeter tạo thêm cảm hứng về phong cách đồng hồ phi công. Vỏ và dây đeo được làm bằng thép không gỉ 316L và được đánh bóng càng nâng cao sức hấp dẫn trực quan của đồng hồ. Chiếc đồng hồ bấm giờ đa năng này có mặt số màu xanh lá cây với các chỉ số rõ ràng và lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Thay vì 3 mặt số phụ truyền thống, chiếc đồng hồ này có 2 mặt số nằm ở vị trí 6 giờ và 12 giờ. Ở vị trí 9 giờ, bạn sẽ thấy một mặt số phụ hiển thị 24 giờ. Các kim và vạch chỉ giờ trên mặt số được phủ Super Luminova, đảm bảo mức độ dễ đọc tuyệt vời trong điều kiện ánh sáng yếu. Đây là một tính năng tuyệt vời cho những chuyến chạy bộ vào sáng sớm hoặc những cuộc phiêu lưu vào đêm khuya. Khả năng chống nước của mẫu đồng hồ này là 100m, cho phép bạn có thể đeo đồng hồ để bơi lội thoải mái mà không cần lo lắng. Về bộ máy, chiếc đồng hồ này có bộ chuyển động EcoRide Calibre B612. Công nghệ EcoRide của Season là một trong những tính năng nổi bật của đồng hồ. Hệ thống cải tiến này khai thác ánh sáng từ bất kỳ nguồn nào, tự nhiên hay là nhân tạo để cung cấp năng lượng cho chuyển động thạch anh của đồng hồ. Ngoài ra, CA07707X có khả năng dự trữ năng lượng ấn tượng trong vòng 7 tháng, nghĩa là bạn có thể sử dụng liên tục ngay cả trong điều kiện bóng tối kéo dài. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền mua pin mà còn khiến nó trở thành một sự lựa chọn thân thiện với môi trường. Nhìn chung, CA07707X là một chiếc đồng hồ hấp dẫn mang đến sự kết hợp giữa phong cách, chức năng và thân thiện với môi trường. Công nghệ EcoRide và tính năng bấm giờ thể thao khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đam mê thể thao, lối sống năng động và đánh giá cao tính bền vững. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu đồng hồ đáng tin cậy sử dụng công nghệ EcoRide thì đây chắc chắn là mẫu đồng hồ thích hợp để bạn lên cân nhắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Đồng Hồ Duy Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.